Chào mừng bà con quay trở lại chương trình mỗi ngày một video của công ty Takio Việt Nam. Hôm nay xin mời quý bà con theo chân, kỹ thuật viên đi bàn giao máy băm đa năng Takio TK300, băm cây mía chào bò. Máy băm đa năng Takio TK300, băm cây mía, băm rơm, băm cỏ voi, nghiền các loại hạt ngũ cốc, là dòng máy hoàn hảo hỗ trợ nhà nông chăn nuôi hiệu quả. Cây mía, cỏ voi, cây bắp là một trong những nguyên liệu phổ biến dùng để chăn nuôi gia súc, và cầm. Tuy nhiên, để sử dụng loại nguyên liệu này một cách tốt nhất, bà con cần phải thái nhỏ, băm nát. Trước đây khi chưa có máy móc thiết thị hỗ trợ, thì các hộ gia đình phải dùng phương pháp thủ công bằng dao băm nhỏ. Nhưng hiện nay công ty Takio Việt Nam đã cho ra đời dòng máy băm cây mía cỏ voi Takio TK800 vô cùng tiện lợi, giúp người nông dân tiết kiệm được khá nhiều thời gian và chi phí lao động. Máy băm mía cỏ voi Takio TK800 được chế tạo bởi hãng Takio có tính năng băm nhỏ nguyên liệu, cho năng suất vượt trội, các sản phẩm đầu ra nhỏ đều, giúp vật nuôi như trâu bò dễ dàng hấp thu, chống lớn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới, hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.